đám này là đám nào vậy ta? Nghiêng ngang vô khu chợ mới đánh lộn. Để em điện mấy thằng em qua xử đẹp tụi nó luôn. Điện làm cái gì? Anh với mày dư sức giải quyết chuyện này mà. Nhưng mà thôi kệ tụi nó đi. Anh không muốn dùng nắm đấm để giành đất sống nữa. Mấy thằng nhóc này mày giành đất sống cái gì anh? Tụi nó nít. Mấy thằng nhóc ác mới lớn mà thể hiện thôi. Cỡ tụi nó sao bị với anh được. Anh bây giờ là một tầm cao mới rồi. Anh với cá bây giờ là một người anh. Để cho người ta tôn trọng và kính nể. Người ta mà nói chuyện dữ vậy trời. Trời ơi. Em của anh mà. Đi theo anh riết cũng phải học hỏi kinh nghiệm của anh chứ. Đang muốn anh lấy là khu đất này. Bố già hả? Trước khi rửa tay gắt kiếm qua bên Mỹ xong, bố dặn anh là bằng mọi cách phải lấy được khu đất này. Nhưng mà bố già là người của chợ cũ, còn anh á là người của chợ mới á. Ý mày là sao? Kêu anh đừng nên tin bố già hả? Anh không biết tại sao nữa. Anh có lòng tin rất lớn ở bố già. Cho dù bố già làm gì hay bất cứ ở đâu, lúc nào cũng nằm ở trong tim của anh. Ý em không phải là vậy. Anh sống làm sao em thừa biết mà. Anh đi đâu thì em đi đó. Em lúc nào cũng ủng hộ anh chân á. Nhưng mà cái em đang nói bây giờ á, khu đất này á, nó bỏ trống lâu lắm rồi, không có tác dụng. Anh tin tưởng tầm nhìn của bố già. Không có đất chết, chỉ có đất chưa sinh ra lời. Vậy anh thích làm gì khu đất này? Mày nhìn đi. Khu đất này nằm cạnh bờ sông. Anh sẽ chuyển chợ cá về đây, dựng cảng, thuận tiện cho chuyện buôn bán, giảm rất là nhiều chi phí. Chuyện này á, là anh suy nghĩ kỹ nha, không phải đơn giản như anh nghĩ đâu. Tại vì vấn đề mà dựng chuyển á, từ trước giờ do anh bảy gà chú mày hai làm. Tự nhiên bây giờ anh dựng cảng lên, chẳng khác nào anh đá chén cơm của người ta. Vậy gì người ta chịu? Không phải là đá chén cơm. Anh làm tất cả cũng chỉ vì chợ mới mà thôi. Anh tin là mọi người sẽ hiểu cho anh. Có chơi có chịu. Bắt gì mày bắt ngày em tao. Hỏi nó kìa. Nó ngon ngon ngon. Mày nói gì vậy? Nó chơi ăn gian tao kìa. Mày ơi mày. Thọt lòi mắt mày giờ nha. Ăn gian gì? Bằng chứng đâu? Mày. Mày muốn bằng chứng đúng không? Ai đi vậy? Tao. Banana. Em gái tao mày nhìn nhìn má mày vậy mày? Em gái hả? Thằng anh trai như cái quần. Đâu ra em gái ngon quá vậy? Chuối. Nhìn em. Anh chỉ muốn lột gà lửa. Hả? Mày thích lột chuối lắm hả? Ờ. Mày thọc chuối tao nè. Cẩn thận cái miệng nghe cho mày. Rồi sao? Mày muốn làm sao? Ủa? Bước ra đường chơi chết thì chịu, thua thì chung thôi. Mày chơi ăn gian mày kêu tao chung. Cái mặt mày giống mấy thằng chung quá à. Chính mắt tao thấy mày chơi ăn gian anh tao. Với lại ở đây có camera. Bước ra đường chơi thông minh giùm cái. Thông minh má mày. Chơi. Mày.
em tao thua thì chung, nhưng mà ăn gian tính sao? Cao con, cao con, cái gì từ từ bình tĩnh nói cao con. Tao là gì cả. Cảm ơn ông Sáu đã đến đây thắp nhang. Việc bố già rửa tay gác kiếm, rồi qua Mỹ sống, rồi đến việc lão đại qua đời, đó là một tổn thất nặng nề của vợ cũ. Thật may cậu đã trở lại đây để gánh vác cho cũ. Ông Sáu quá khen, tôi còn rất nhiều thiếu sót, mong là ông Sáu chỉ dạy thêm. Trước đây chợ cũ và chợ mới thường có những tranh chấp. Nhờ có bố già lập ra thỏa hiệp không xâm phạm quyền lợi của hai bên, cho nên mới có được như ngày hôm nay. Hôm nay ông Sáu đến đây là để nhắc nhở tôi những chuyện này à? Mọi thứ bây giờ đã khác rồi. Chợ cũ cũng không còn như trước. Tôi sẽ biến chợ cũ thành một công ty lớn. Thế nên tỏa hẹp của chúng ta cũng sẽ có thay đổi chút chút. Nhưng mà tôi có một đề nghị dành cho ông Sáu. Nếu mà đề nghị đó có lợi cho đôi bên, tôi sẵn sàng lắng nghe. Ông Sáu cũng biết tôi là một người kinh doanh kiếm tiền mà, nên sẽ có rất nhiều cách. Chợ mới thì lại có tiềm năng hơn chợ cũ, nhưng lại phải chia quá nhiều cho những người ở dưới. Cậu sống ở nước ngoài quá lâu, cho nên không biết xã đoàn chợ mới hoạt động theo tính tập thể, không có hình thức một ông chủ và nhân công. Chúng tôi hoạt động vì quyền lợi chung và hưởng lợi ích chung. Quyền lợi chỉ dành cho người đứng đầu, là nơi nhà vua cai quản vương quốc của mình. Nhưng cậu phải nhớ một điều, chợ mới và chợ cũ có thỏa hiệp. Thỏa hiệp là của bố già, không phải của lão đại bố tôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, banana. Hey. Hello. Cái người á, anh làm anh trai tôi hơi lâu rồi đó. Sinh nhật cũng nhỏ em mà không mua được bánh kem tử tế cho người ta nữa. Rồi có mặt gì vậy? Tao làm con khỉ để chúc mừng sinh nhật mày đó. Ủa mà nói nghe nè, alo, đứng kế bên thì nói chuyện bình thường đi, gọi điện thoại chi cho tốn tiền vậy? Cho mày thằng anh tử tế là mày mà người sống đòi hỏi quá, vật chất gì vừa thôi. Rồi mày đủ tử tế chưa? Rồi anh, nghĩ sao 3 giờ sáng đâu có tiệm bánh kem nào còn mở ở đâu. Em phải mua đỡ hai cái bánh bao để chúc mừng sinh nhật nó đó. Thôi nói đi, tôi còn ăn nữa đói quá. Anh, coi nó thổi hay lắm anh. Anh giống mày thằng thổi quá. Hey, rồi. Ăn chưa, đau bụng quá. Anh. Mày ăn luôn đi. Dạ. Có ngựa. Hả? Hôm nay là sinh nhật của con chuối, em ruột của mày đó. Nghiêm túc với nó một chút được không? À, sinh nhật đâu phải đám giỗ đâu mà nghiêm túc anh. Mệt mày ghê luôn á. Chết chà, ăn nhầm cách đàn cày à. Chuối, sinh nhật em. Anh trai của em không có quà, nhưng mà anh với cá thì có. Ôi, gì trời ơi, tự nhiên có anh ở đây là em vui rồi, được nhiên quà cáp. Mình vui thôi, đừng vui quá, xém chút bực nữa luôn á. Anh biết, con gái ai cũng thích loại nước hoa này hết. Cảm ơn anh. Mày thấy anh Chica chu đáo tử tế chưa? Không ai như mày hết trơn á. Anh ruột mà vô trách nhiệm dễ sợ. Nè, anh Chica có quà thì tao cũng phải có quà. Lịch sử vậy? Trời ơi, ngày hôm nay
anh có một trái chuối muốn tặng chuối. Quốc dạy sẽ cần chú bước cái chanh hoặc không cần mà dẫn cái chuối làm sao? Em mà tên gì? Mình nói nè. Lạ gì? Theo nó giải thích tao hiểu nghĩa tiếng Việt là trái chuối với mày. Thì đúng rồi, em mày tên chuối thì tao có trái chuối. Tao tặng em mày trái chuối thì bình thường mà. Ủa mày tặng cái chuối này sao em tao ăn? Mày điên hả? Tao tặng trái chuối cho chuối ôm mùi muối em ăn chuối tao lắm hả? Em mày bất gài với mày, mày giống mày gài quá. Mày mới là ngu á. Rồi sinh nhật của đứa em gây lộn nhau hoài luôn á hả? Vô vô anh. Vô 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 vô. Ủa gì cả? Hồi sáng anh nói chuyện với em cái vụ gì mà suy nghĩ bằng cái đầu gì đó. Làm sao hả? Bởi vậy nói ngu thì tự ái. Để tao giải thích rõ ràng ý nghĩa câu nói của anh Di Cá cho mày hiểu. Ý anh Cá muốn mày học thêm một cái môn gọi là thiết đầu công, để cái đầu của mày trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Lỡ thằng nào có gõ vô đầu của mày á thì cũng không vấn đề gì. Chặt hai cái tay cũng không nhầm nhò gì, vẫn kiếm tiền được, hiểu chưa nhóc? Mày giống là thằng ngu, nói mày ngu mày tự ái á, nói tầm bậy tầm bạ không à. Không phải thì thôi, nhưng mà em nói anh Cá nè, anh em mình sống tới đây rồi, em thấy anh em mình cũng chẳng có sợ gì, cũng chẳng ngại gì. Nếu mà anh không tin em á, anh đưa hết tiền của anh cho em đi. Được ăn cả ăn nhã về không? Thấy không? Mở miệng ra tao là cờ bạc không à. Tao nói cho mày nghe nha, mày làm cờ bạc riết có ngày cho mày. Ok. Hai mày suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Ý của anh muốn á là bây giờ bước ra xã hội phải dùng bằng cái đầu suy nghĩ để kiếm tiền, chứ không phải là đi đánh nhau để kiếm tiền nữa, hiểu không? Nghe chưa? Cái đầu để suy nghĩ, hiểu chưa thằng nhóc? Ê, anh nói không rõ ràng sao tao hiểu được mày? Thôi, mày ngu đó sao mày hiểu được? Thôi được rồi, trời ơi, sinh nhật người ta mà sao đánh nhau xong rồi cãi nhau hoài. Bây giờ có uống không? Ôi, quên. Hoài luôn. Vô. Vô nha. Banana, hôm nay sinh nhật của em. Anh với Cá chúc lúc mà em cũng mạnh khỏe, luôn luôn xinh đẹp, và quan trọng là nụ cười luôn nở ở trên môi. Quan trọng hơn nữa là sống hạnh phúc với cả ngựa anh của em. Anh Cá chúc sinh nhật mà như chúc Tết vậy trời. Ngốc này quê gì chứ. Vô đây. 1, 2, 3. Vô 2, 3. Vô 2, 3. Uống. Mày giống mày vô quá à. Mày giống mày uống quá à. Bữa nay vui quá mọi người ơi. Bữa nay mà có thêm chị Bào Ngư nữa thì vui lắm nhỉ. Điên hả? Điên. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông lơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào về lại. Nói đi em, bao sự dỗ trong đời bạn trai, mà sao em mang thân đi suốt càng dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Ghế của cậu đó. Dạ, cảm ơn ông Sói. Di Cá, tao còn ngồi ở đây thì mày không có quyền ngồi chung bàn với tao. Ông Sói, cái chuyện thằng Di Cá ngồi chung bàn với tụi tôi hay không á, một mình ông quyết là không có đủ. Tôi không có đồng ý. Tại vì thằng này là thằng ham tranh giành đấu đá, gây thù chú quán, không biết bao nhiêu người. Ngồi chung bàn với tụi tôi là không có ổn. Chuyện cũ qua rồi. Nhưng mà người chết là em gái của tôi. Tôi làm sao có thể tin tưởng nó để cho ngồi chung bàn với mọi người được.
Dạ. Di ca xin lỗi anh Bảy. Thôi được rồi. Nếu vậy thì bỏ phiếu đi. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi không đồng ý. Còn tôi thì đồng ý. Anh Bảy, dù gì Di Cá cũng đứng đầu một khu, cái ghế đó xứng đáng với nó mà. Tôi đồng ý. Dạ mấy lì ai cũng đồng ý hết rồi. Tôi à, tôi theo số lòng thôi. Tôi đồng ý. Giờ thì Di Cá xứng đáng rồi chứ. Kể từ bây giờ, Di Cá sẽ là một trong những lãnh đạo của Chợ Mới. Dạ, cảm ơn ông Sói. Cảm ơn anh em xã đoàn đã tin tưởng. Anh Bảy, sở dĩ Di Cá tranh giành, Di Cá đấu đá, tất cả cũng chỉ vì quyền lợi của Chợ Mới. Nếu như anh Bảy không tin, Di Cá sẽ chứng minh điều đó. Ngồi đi. Dạ. Mọi người biết rồi đó, bố già đã rút lui khỏi Chợ cũ, lão đại thì đã mất. Chợ cũ bây giờ đã có lãnh đạo mới thay thế. Để bảo đảm quyền lợi giữa hai bên không bị xâm phạm mà bố già đã lập ra, tôi sẽ giao cho Vi Cá làm nhiệm vụ thỏa hiệp với Chợ cũ. Tôi không đồng ý. Chuyện quan trọng như vậy sao ông Di Cá làm nổi? Bảy già, cứ để cho ông Di Cá làm đi, để coi bản lĩnh của nó cỡ nào. Dạ ông Sói, anh em xã đoàn, Di Cá sẽ nhận nhiệm vụ này. Mọi người đã đồng lòng quyết định vậy đi. Di Cá, nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải giữ được thỏa hiệp với Chợ cũ mà bố già đã lập ra. Dạ, ông Sói. Tiếp theo, chúng tôi xin mở phiên đấu giá quyền sử dụng lô đất có diện tích là 14.216 m². Giá khởi điểm cho lô đất này hiện tại là 30 tỷ đồng. Mời quý vị cùng đấu giá. 31 tỷ. 31 tỷ đồng, người đầu tiên. 32. 32 tỷ đồng thưa quý vị. Thằng cả, đợt này ông Sói cấp cho anh nhiều quá. Ê em, 33. 33 tỷ đồng. 36. 37. 38. Gì nữa? 50. 50 tỷ đồng thưa quý vị. Anh nhắm theo nổi không? Rồi chờ bước gần của anh. Tính sao ông Sói? Quyết định là của cậu, thành bại là do cậu. 50 tỷ đồng lần thứ nhất, coi trả giá cao không à. 50 tỷ đồng lần thứ hai. 60. Dạ 60 tỷ đồng. Đáng người trả giá đầu đất là 60 tỷ đồng à. Chạy lớn chữ danh, lỡ chúng thiệt, tiền đâu đưa người ta. Em tưởng mình em có máu cờ bạc thôi chứ, ai giờ anh còn máu me hơn em nữa. 60 tỷ đồng lần thứ nhất. 60 tỷ đồng lần thứ hai. 100. 100 tỷ đồng. Bỏ đi anh. Ngừng ở đây nhau xong. 100 tỷ đồng lần thứ nhất. 100 tỷ đồng lần thứ hai. Coi giá cao không à. Và 100 tỷ đồng lần thứ ba. Chúc quyền sử dụng đất sẽ thuộc về nhà đầu tư số 9 với giá thầu là 100 tỷ đồng. Xin chúc mừng đại tướng gia Chợ cũ.
chơi vui vẻ mà. Làm gì suy nghĩ trầm tư dữ vậy? Không có gì đâu, chẳng qua là suy nghĩ cái buổi đấu thầu đó mà. Anh, coi như xui cho qua đi anh, buồn gì. Thôi, bây giờ á, ba anh em mình vô một cái chúc mừng đây nè. Chúc mừng gì mày? Không có gì để chúc mừng hết á. Mày ngu quá trời ngu luôn. Mày không nghe em cá đó hả? Cái đầu á là để suy nghĩ, chứ không phải để đòi tóc giả, mày hiểu không? Qua dịp này cậu hiểu rõ đối thủ của mình là ai rồi đó. Dạ, xin lỗi ông Sói vì đã thất bại. Nhìn một góc khác thì không ai thắng hết. Cậu thất bại vì cậu không mua được khu đất. Đại thiếu gia thì có khu đất bằng một cái giá cao gấp nhiều lần. Là do đại thiếu gia hiếu thắng, kiêu căng, thích thể hiện. Tôi là không nghĩ vậy. Đại thiếu gia là một kẻ rất khôn ngoan, không dại dột gì bỏ ra một số tiền lớn như vậy để chỉ thể hiện cho người khác thấy. Nói như ông Sói, không lẽ trong chuyện này tất cả mọi chuyện là do bố già chỉ đạo? Tôi tin tưởng bố già. Một khi đã quyết định rút lui thì sẽ không can thiệp vào chuyện này. Vậy là đại thiếu gia là kẻ có mục đích. Không dễ để thỏa hiệp với đại thiếu gia của chợ cũ. Dạ. Hay vậy trời. Tao hỏi mày nè, đại thiếu gia đấu thầu cho nó gấp 3 lần thì hỏi mày có nên ăn mừng không chứ? Hả? Nên chứ. Vô. Dạ. Ủa anh, nhưng mà lỡ như nó biết mình gài nó vô chồng, nó không mua nữa thì sao? Nó mất cọc. Mình được ưu tiên thầu lại khu đất đó với giá thỏa thuận ban đầu. Ủa ra, làm gì vậy? Cũng về tao hả? Ủa ra. Phải nha đó. Mày làm gì vậy mày? Ê, tôi ai chơi mà nắm tay chị bình thường, tao lụm nó luôn được nữa. Lụm mà, à lụm mà. Mày lụm, mày lụm, mày lụm tao hả? Cú đá mày, cú đá. Ê, anh Di Cá hả? Tôi nể anh á, chứ đàn em của anh á chỉ bị đầu tôi giành tính sao? Mày nói mới được, cú đá thôi. Thôi chị, ok, chuyện chai bia vô trong đầu mày á, tiền thuốc tao chịu, cái bàn anh em mày đang chơi tao trả, còn cái chuyện á mày xàm sỡ em gái của tao tao bỏ. Còn bây giờ khuya rồi, về ngủ đi. Mày đứng sớ rớ ở đây, mấy đứa em của tao làm cái gì tao không chịu trách nhiệm đâu đó. Mọi người ơi, chuyện không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Chơi tiếp đi mọi người. Chuối, lên nhạc. Anh cả, sao bóng mà dễ vậy? Mày cũng sung quá ha. Không có chuối kìa. Có sao không? Ủa alo, tại gì đâu? Ủa alo, tao lo vòng ngoài mày không thấy hả? Lúc nào mà đụng chuyện là không thấy mặt cũng đâu hết á, xuất hiện cuối cùng luôn mà. Mệt được quá à. Sáng định vô quán bar làm rồi, cái chuyện da chẳng xác thịt là cái chuyện bình thường. Mắc cái gì mày la lên mà giống mấy con sợ quá, mày hay la quá à. Còn anh em tôi vô đi chơi lâu lâu có chuyện gì mày không á, giờ mày đánh được không? Không mới được số tao đánh. Được. Mày báo đúng báo luôn á. Mà mày không phải báo thường đâu, mày là báo hồng á. Trời ơi trời, anh em tụi tao vô quán bar chơi là để thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc vất vả và mệt nhoài. Người ta đụng mày có mấy cái mày la làng lên, làm anh Di Cá anh ra tay hết vui luôn. Bây giờ nhà không chịu ngủ ra đây làm gì? Cái đầm của mày trong quán bar nhìn còn giống công chúa. Cái này cái gầm cầu má, giờ mày như con khùng vậy đó. Mày đứng chạy chụp hình với mày. Mệt anh hai quá à. Thì ngủ không được thì ra nó chơi một xíu làm gì căng. Với lại chỗ này tụi mình hay chiêu mà trời. Chiêu không? Mày chiêu không? Mày chiêu tao không? Mày với mấy con chiêu quá à. Con chiêu còn ổng với tao hả? Mày sợ tính quý tộc hả? Nói mày cãi. 3-4 giờ bắt người ta đi mua bia cho mày. Riết mày giống như bà nội người ta, tao coi hết được rồi đó. Alo. Ủa alo. Tao có điện thoại. Ai alo với mày? Alo. Sao? Ê chi chơi mất dạy nha. Chả phải cho quay đầu chứ trời. Mua xong cắt chứ đâu có được bộ. Ủa gì vậy? Bộ người chai đi. Chui. Làm rồi kẹo đi đây, ăn
Em có sao không? Không. Tụi nó đâu rồi? Em không biết. Tụi nó bắt em xong nó quăng xe nó chạy hết trơn luôn. Ủa alo, vậy là bắt cóc chưa? Anh hai em đâu? Sao không? Không sao, mày có sao không? Không. Mày mới có sao không á? This should be an exciting game. Muốn gì? Muốn gặp mày. Muốn gặp tao thì tìm mà gặp trực tiếp. Dở ba cái trò bắt cóc em tao làm cái gì? Tao mời, liệu mày có tới? Mày biết câu trả lời rồi đó. Về. Chẳng phải mày muốn có câu rước mới của tao sao? Gặp tao là gặp thần tài. Tao sẽ cho mày. Nhưng với một điều kiện. Cảm ơn tất cả anh chị em ngày hôm nay đã tới đây dự buổi lễ khai trương của Học viện Thẩm mỹ Seoul Academy. Sứ mệnh của chúng tôi là làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời, làm đẹp cho tất cả mọi người ở đây. Hai hai chú Hồng Phát, hai chú Hồng Phát. Dạ. Và bây giờ mời mọi người vào trong tham quan ạ. Đói lắm hả chú? Đó, đói quá anh, đói. Sáng giờ mình làm gì kêu ăn dữ vậy? Ừ, ăn tôi mới ăn, không gì. Anh, em hỏi anh cái. Spa nè, thẩm mỹ viện nè, massage nè. Thiếu gì cái mở ra kiếm tiền nhanh anh không chịu. Anh mở này ra, em thấy mất thời gian đúng không? Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Khách hàng tới Sun Spa ngày càng đông. Mày muốn đáp ứng được nhu cầu khách hàng á thì phải có được nhân viên có trình độ tốt, phải không? Mà muốn nhân viên có trình độ tốt thì sao? Phải đào tạo, phải mở lớp học viện. À, đó là lý do anh Di Cá mở cái lớp chuyện này ra để đào tạo, hiểu không? Kiếm gì vậy? Kiếm máy quay. Quay gì đây? Mày nói chuyện như quảng cáo vậy ba. Mày điên quá, quảng cáo gì đây? Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Anh sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nữa. Chuối. Dạ. Anh muốn kể từ ngày hôm nay, em sẽ là người quản lý cái học viện này. Ủa, alo. Cái gì vậy trời? Wow. Nói vậy toàn làm nhạc không mà chưa có làm mặt người ta. Anh tin là em sẽ làm được. Ở đây nè, anh tin chỉ có mỗi mình em thôi đó. Đúng rồi, anh nghĩ em làm được á. Đó, nghe chưa, mọi người đều tin em. Anh Di Cá tin tưởng em, anh tin tưởng em, gia đình của mình tin tưởng em. Tương lai của anh cũng tin em luôn á chú. Công việc của em sao? Anh muốn em nghỉ làm việc ở bên đó. Anh không muốn mấy đứa em của anh bị thiệt thòi. Đúng rồi đó. Anh Cá cũng chỉ là nó lo cho em thôi. Anh cũng vậy. Mày lo cho nó, tao mới lo. Tao lo giống như là em gái là thôi, mày làm gì thấy ghê vậy? Anh Cá lớn để anh Cá lo. Mặt phải giống mày lo quá, hay lo quá. Nếu cảm giác không thoải mái thì thôi, anh không ép. Không phải. Anh Cá. Con bé nó kêu anh lại kìa. Ủa, muốn nói gì hả chú? Ý của em là em lúc nào cũng tin tưởng anh hết. Anh mà giao cho em cái gì là em làm được hết. Ok. Kể từ ngày hôm nay, bà Nana sẽ là người quản lý ở khu vực này. Wow.
Wow. Vô. Vô mày. Vô. Vô. Bà chủ, bà chủ. Bố lên nào. Bà chủ, bà chủ. Mới sáng sớm mà đại thiếu gia đưa em ra đây làm gì á? Hôm qua xin lỗi đại thiếu gia, em phải đi tiếp rất là nhiều khách hàng để ký mấy lô đất mới, cho nên hơi mệt một tí. Ôi cái khu đất này à, hôm trước nếu mà đại thiếu gia đi đấu giá cái khu đất này mà đưa em theo cùng, em chắc chắn đại thiếu gia không bao giờ phải mua cái giá cắt cổ thế đâu. Vâng, nhưng mà em nói thật nhá, ở cái khu này này vắng vẻ, cơ sở hạ tầng thì chưa có, đường xá không thông, chỉ có mỗi một lối ra, sang nhượng bây giờ cũng khó đấy. Nhưng mà đại thiếu gia cứ yên tâm, em sẽ có cách thu hồi vốn cho đại thiếu gia. Mày nói đủ chưa? Ai nói mày tao muốn sang nhượng thu hồi vốn? Thế đại thiếu gia định làm gì với khu đất này ạ? Tao không muốn tổ chợ mới có khu đất này. Nếu như mà chỉ để ngăn chợ mới thì đại thiếu gia có thiếu gì cách, sao phải mất nhiều tiền như thế? Bên kia đất của chợ cũ, mày thấy gì không? Cảng tàu của chợ cũ. Chợ cũ thì có cảng, chợ mới thì không. Đó là ưu thế của chợ cũ. Bình thường hàng hóa sẽ vào chợ cũ trước, sau đó mới chuyển qua chợ mới. Thế nên là chợ cũ có thu nhập. Bây giờ mày nghĩ đi, nếu khu đất này mà chợ mới có được và dựng cảng lên thì sao? Bởi vậy ta phải tốn quá nhiều tiền để đấu giá cho khu đất này. Đại thiếu gia cao tay thật đấy. Có đại thiếu gia ở đây thì chắc chắn chợ mới sớm muộn cũng vào tay đại thiếu gia thôi. Lúc trước ta nghĩ thu phục ông sói là đủ, nhưng mà không. Thế bên chợ mới còn tay nào mà khiến cho đại thiếu gia phải bận tâm à? Cho em một cái tên. Gì cả. Nhưng mày không phải đối thủ đâu. Và ta cũng không muốn mày làm gì quá sức. Bị cá là thằng nào? Thằng đấy tuổi gì? Ở bên chợ mới nha, em chơi với tất cả các anh lớn ở bên đấy. Anh Bảy Gà này, chú 12, Long Dâu, Tha Thu, Chế Hoàng nữa. Chả biết thằng nào là vị cá cả. Vị cá? Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu. Đại thiếu gia cứ yên tâm, em sẽ giăng lưới, bắt cá, rồi cắt vi nó mang về đây cho anh. Để xem. Dạ. Ơi, tới rồi đó anh cả. Ê Cưng hả? Ừ. Mày có dắt lộn chỗ không vậy? Lộn gì? Chắc chắn là chỗ này. Một cái xưởng bự chà bá như vậy mà cái giá nó mềm ơi là mềm thì ở đâu có? Thì bởi vậy tao mới là người kiếm được, chứ không phải là mày kiếm được, mày hiểu chưa? Bớt coi thường đánh giá thấp người khác lại đi. Ok. Ai giới thiệu cho mày vậy? Anh em cò hả? Em đâu có tốn tiền cho cái đám đó anh. Một người bạn giới thiệu cho em làm việc trực tiếp với chủ, không cần tốn tiền hoa hồng. Bạn mày? Ừ. Bạn mày là ai á? Tao cũng biết hết á, đừng nói như vậy. Đồng nghiệp của tao được chưa? Nói mẹ mấy con bạc đánh bài chung đi, mày đặt đồng nghiệp đồ nữa. Nè, mày đừng tưởng tao vô sới bạc chỉ để đánh bạc. Tao vô đó để thiết lập những mối quan hệ nhỏ lẻ, những mối quan hệ ngoại giao, để đem những cái kèo thơm về đây cho anh cá, hiểu chưa nhóc? Thôi
Tụi mày thích gây lộn quá à? Nó cự em hoài. Chờ gặp người ta đi rồi tính. Xin chào, xin chào. À, chào anh Vika. Gì? Anh Vika, người ta chào anh kìa. Anh Vika đó. Anh Vika. Chào fan. Trông anh Vika cứ củ nghệ thế nào ấy. Chủ đâu fan? Em xin tự giới thiệu, em là Ali, chủ khu này. Fan là chủ luôn hả? Vâng. Chào. Ê, tôi là Vika. Trông phong độ thế này, đúng là anh Vika rồi. Nghe tiếng anh từ lâu, hôm nay mới được diễn kiến. Fan. Thí dụ bây giờ tôi nói tôi là Vika, chắc fan cười xỉu luôn đúng không? Nó là chị ơi, em út của tôi. Ảnh là Vika đúng rồi đó. Cái anh cứ khéo đùa. Ủa mà anh chị Ali có dính dựng vậy ta? Trời, có luôn á ta. Anh chị Ali hả? Còn đây là cá ngựa, cũng là em út của tôi. À cá ngựa à. Vô thẳng vấn đề đi. Tôi muốn thuê cái kho này, giá cả làm sao? À, thú thật với anh thì ở đây em đang cho thuê là 3.000 đô một tháng. Nhưng đấy là giá thị trường. Còn riêng với anh Vika, 1.000 đô một tháng thôi. Hợp đồng 5 năm. Trong làm ăn, mục đích cuối cùng là bỏ tiền vô túi của mình từ tiền của người khác. Đâu ra cái kèo thơm như vậy? Điều kiện là gì? Anh Vika chỉ có chuẩn. Nguyên tắc làm ăn, win-win. Nè, anh tôi nói chuyện với ông đàng hoàng, nói nặng nhẹ gì đó, có quyền gì? Nguyên tắc làm ăn, đôi bên cùng có lợi, cùng nhau chiến thắng, win-win. Là cùng nhau phát triển đi lên đó ba. Ai biết, nói tiếng lóng mà hiểu. Tông cảm, bạn tôi nói vậy á. Bốn nói chuyện rõ ràng á. Em nói thật, bên chợ mới của các anh có rất là nhiều cơ sở kinh doanh. Còn em, không có gì ngoài tiền. Cho nên em xin phép được đầu tư cùng các anh. Chúng ta làm to lên, kiếm tiền nhiều hơn. Đúng, có thể em có nhiều tiền, nhưng tiền của chúng tôi cũng không thiếu. Xin lỗi, trong cuộc làm ăn này tôi chơi một mình được. Ý, anh Vika đừng quyết định vội vàng như thế. Tiền ấy thì không bao giờ là đủ. Nhưng quan trọng anh đi cùng với ai. Nếu như mà anh Vika mở đường cho em đi, em chắc chắn cá sẽ hóa rồng. Người chơi mới của chúng tôi từ trước đến giờ không làm ăn với người ngoài. Anh cứ xem em người ngoài. Bây giờ cho em xin phép được kết bạn, hoặc là anh cứ xem em như là em út ở trong nhà ấy. Anh em là phải nghĩa, bạn bè là phải chất. Anh lại chuẩn. Anh em bạn bè ít thôi, nhưng nó phải chất. Dành Vika đây này. Cảm ơn đã coi trọng thằng Vika này. Nhưng một lần nữa xin lỗi, trong cuộc làm ăn này tôi thấy có vấn đề, tôi từ chối. Ủa anh, em thấy thơm mà. Thơm mẹ lại đi. Ali, cho tôi gửi thằng em nha. Gửi gì? Đi theo luôn nha. Đi nha. Bye bye nha fan. Làm ăn buôn bán tập cái tính bớt nói đi, nói nhiều quá. Cá hóa rồng.
Đây là lần đầu tiên mà anh ngồi ngoài đường ăn uống thế này đó. Ủa alo, lần đầu tiên của anh sao? Còn tôi thì không biết là đây là lần thứ bao nhiêu tôi ăn quán này nữa. Tôi ăn mấy quán này từ lúc còn nhỏ ấy. Hương vị cũng ok. Cứ Tại sao anh mời tôi đi ăn? Thứ nhất là anh muốn xin lỗi em chuyện lần trước. Thứ hai là lúc ở trong bar á, em chơi nhạc, em đẹp lắm. Trời ơi, sến xuống dữ vậy trời. Đừng nói là mê tôi nha. Bởi vì em làm cho anh nhớ lại hồi lúc trẻ. Chứ bộ bây giờ già lắm hả trời? Tại vì cái lúc thời sinh viên anh cũng chơi nhạc, nhưng mà tiếc là phải dừng lại đam mê của mình. Ủa tại sao? Không ai được quyền lựa chọn xuất thân. Nhưng anh có thể chọn làm bạn thay vì đối đầu anh Vi Cá mà. Why not? Wow! Why? Wow! Lẩu cá! Ngon ta, trứng gà! Cho mượn ghế nha anh trai. Ngồi chơi. Trời ơi, món ruột không nha. Lẩu cá, trứng gà, gà cái bể xanh là món ruột không à. Vô anh cây! Ngồi chơi. Mấy đứa ơi, cho thêm chén, đũa, bia đồ nha. Cái mặt sượng chân. Anh mời tôi ăn tối, nhưng mà không may anh thành bữa tối của tôi. Hay lắm, sâu sắc lắm. Đúng là đàn em của anh Di Cá quan có học. Nói một câu nghe hiểu liền. Ê, muốn tìm Di Cá thì tới gặp trực tiếp nó. Muốn ăn gì, muốn uống gì, Di Cá mời. Đừng có gặp riêng em gái tao như vậy, thấy không hay. Đi ăn uống thôi mà, có cần cũng kêu đàn em đông vậy không? Bên kia còn chỗ kìa. Kêu chảy cái bàn, mời mấy anh em qua dùng luôn, chứ đứng mỗi chân tội nghiệp. Tôi mời. Thì đúng rồi ba. Ba mời anh gái ta đi ăn ba phải trả tiền chứ không lẽ còn trả tiền ba. Nó điều hiển nhiên không à. Cảm ơn nhiều nha. Vui vẻ. Em ơi, lên bia. Vô đây. Vô. Mấy đứa, anh Di Cá có chuyện muốn nói. Anh biết đôi lúc trong cái cách cư xử của anh đó sẽ làm cho mấy đứa không hài lòng, nhưng mà chỉ mong là mấy đứa thương anh, thử nghĩ cho anh. Tại vì anh coi mấy đứa là gia đình, không phải bất kể cái mối quan hệ nào cũng đều là người tốt cả. Tiền có thể mua được nhiều căn nhà, nhưng tiền không mua được một gia đình. Tụi em hiểu mà anh. Đúng rồi, không ai mua được cá của em hết. Nè, cá của bà nè bà. Còn miếng cá to bự sự này là của anh Di Cá. Trời ơi. Cá của tao đâu? Trong nồi đó, gấp đi. Chó mày vậy? Gì vậy? Mốt đừng mượn tiền tao nữa rồi mày. Chắc mày còn tiền cho tao mượn à. Rồi mày nói hay lắm, mày nhớ. Thôi nè. Bây giờ anh Di Cá gấp cho mày được không trời? Trời ơi, đã vậy? Em nói anh Di Cá nghe, chỉ cần em được đi với anh thôi, cái gì em cũng ăn hết trơn. Thiệt. Trời ơi, nói vậy thì ngại ngùng gì nữa. Tối nay chơi một bữa tới nãy với anh nè. Vô nè. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Vô. 2, 3. Ủa, mày giống mày ngu quá à. Mày giống mày vô quá à. Vô. Em mời các anh nha. Đồ ăn ở đây ngon nè, món nào cũng thích đó. Các anh cứ dùng tự nhiên. Ủa sao ngồi ăn uống á mà chú cứ giữ ôm ôm khư khư cái túi hoài vậy? Bộ có về anh chóng hả? Em thì làm gì có vàng. Đất ở trong này đấy, nhưng mà đất là của các anh, em giữ hộ thôi. Ê Lý, làm như vậy à là không có tin tưởng anh em ngồi chung bàn. Trong đó có đất à? Trong đây của ngõ
là cả tấn gạo, cả tấn lúa, cả tấn thóc luôn. Nhưng ngồi nhậu với anh em mà ngồi rất là tin tưởng, có thể là dục qua một bên. Dục thì lấy. Phải có gì em nhậu? Ơi trả lại chưa? Coi trong đó có gì? Quá trời vé số. Ai vé số hả? Không, vé số là mua mà họ chưa có kịp dò. Có cuốn giấy dò luôn. Không phải, cái đó là cuốn album hình gia đình á. À, album gia đình hả? Lớn rồi. Sao có Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ vậy? Thôi mày biết liệu à? Cái này là ngộ mới siết của thằng bán vé số thiếu tiền ngộ. Có số 44 không? 44 không có. Có 21 à? 21 lượt, lượt không? Muốn ngủ với tôi hả? Hay à, chê. Ôi, các ông anh của em vui tính thật. Hôm nay ấy là em xin được phép mời các anh ở đây dùng một bữa ăn đạm bạc để xem như là cảm ơn các anh đã luôn hỗ trợ cho thằng em này làm ăn ở đây. Ê, không cần cách sáo đâu. Chỉ cần đúng ngày đúng giờ chuyển tiền cho tụi này là được rồi. Chắc chắn là thằng em này sẽ mang tài lộc đến cho các anh. Đồ ăn ở đây ngon thiệt. Sống ăn mình, rủ tụi này đến ăn chung. Có vấn đề đúng không? Chị cứ hay bóng gió. Bóng gì đây? Ăn nói xào lơ. Hả? Bóng gió gì đây? À không, ý của em là chị cứ hay nói bóng nói gió thằng em. Chứ thực sự ra là thằng em này đến với tất cả các anh ở đây là bằng sự chân thành. Đúng rồi Lị. Bớt là cái tính đàn bà đi. Thằng em mà nó biết điều quá trời còn muốn gì nữa. Thằng em này phải nói là thật sự, nếu như không có các anh lớn ở đây chống lưng và che chở cho thằng em này thì làm sao mà em chịu được sóng lớn. Cho nên là em rất là vinh dự. Em xin phép được mời các anh. Rồi, vô đi. Vâng. Vô. Thật sự ra là thằng em này vô cùng quý hóa khi được ngồi cùng với tất cả các anh lớn ở đây. Nhưng mà giá như là hôm nay có cả anh Vi Cá ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? Sao vậy anh Bảy? Ăn ngon. Nhắc tới thằng đó làm chi vậy? Mất hứng ăn hết ngon à. Anh em trong nhà không à. Bỏ qua được, bỏ qua đi. Nghĩ sao anh Bảy tha lỗi cho anh Vi Cá vậy hả? Đúng rồi đó. Đang à, ngon quá trời. Đang hứng quá trời mà nhắc tới nó cái là mất hứng rồi. Thế vậy à, cây xô. Ê chết. Các anh, em xin các anh. Dạ vâng. Em không biết có chuyện gì mà em nhắc đến anh Vi Cá lại làm cho các anh đây không vui ạ. À, chuyện dài lắm, chuyện này về con bầu à. Rồi bầu dữ chưa? Thôi lo bầu đồ ăn đi. Đừng có hỏi chuyện bầu ngư. Em xin lỗi, em thực sự rất là xin lỗi làm cho các anh ở đấy mất vui. Nãy giờ đằng ấy làm cho bọn này mất vui mấy lần rồi đó. Vâng, rồi chế. Bởi vì em cứ tưởng là anh Vi Cá vẫn còn đang hợp tác làm ăn với các anh ở đấy. Thế còn cái anh Vi Cá đang tìm cái đất để làm cái cảng đấy. Cảng nào? Cảng gì? Cảng để vận chuyển hàng hóa. Anh Vi Cá còn đang định là mở rộng địa bàn kinh doanh ra khỏi cái đất chợ mới, mà thậm chí là còn trên cả đất chợ cũ ấy. Thằng Vi Cá nó ẩu rồi đó. Về nhà thôi. Dê, hỏi thiệt, mày thích nhỏ con gái tao đúng không? Mày điên quá. Em mày cũng giống như em tao mà. Chẳng qua thấy nó quý quý dễ thương ơi gì đâu ơi. Nói thiệt với mày chứ tao thấy mạng mày lớn nhưng tài sản mày nhỏ lắm. Mày không có cửa với em tao đâu. Vậy mệt rồi đúng không? À, vô ngủ. À, rồi, trời. Đây đi. Để coi, ta. Tao sẽ là con chó của mày. À, chúng ta là gì? Chúng ta là một cặp đôi song thần.
tan, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông lơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào về lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Sáng em hôm nào cánh giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi lên lưu đời sóng này. Sáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Nhân gian buồn quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Tại sao mày lại làm như vậy? Mày mà nói không ra lẽ chuyện này á, mày không có yên với tao đâu. Anh Bảy, thằng em Di Cái này làm cái gì sai với anh hả anh Bảy? Mày tưởng những cái chuyện mày làm anh em không ai biết hết hả? Mày tính giả điên hả? Cuối cùng tôi làm sai chuyện gì? Sai chứ, Lý đang tính là xây cản dựng chuyện. Ê, làm như vậy là đâu có lượt. Mày muốn tranh giành với ai kệ mày. Mày đừng có đá chén cơm mà giành chén cơm với người nhà chứ. Long Râu, mày nói một câu công đạo coi. Bậy rồi đó. Tôi á, lúc nào á cũng ủng hộ bạn. Mà lần này bạn làm vậy á, ẩu rồi đó ba. Ok. Mấy anh muốn thằng Di Cá này không tranh giành. Em nghe. Còn cái chuyện làm ăn của em á, mấy anh đừng có xen vào. Hay à, không xen vào hả? Cái chuyện mà dựng chuyện á trong cái xã đoàn này ai cũng biết là giao cho Ngộ hết. Bây giờ cứ không xen vào, không xen vào là không xen vào sao? Phải chi từ đầu mày nghe lời tao, đừng có tranh giành đấu đá để giành cái ghế mà đang ngồi á, thì em gái sẽ đâu có chết, đúng không? Dừng lại hết đi. Chuyện xây dựng cảng là do tôi quyết định, còn Di Cá chỉ thực hiện theo lệnh của tôi thôi. Ủa ông Sói, ông Sói quyết định rồi sai Di Cá đi làm mà không thông qua tụi này, thì có phải ông Sói ưu ái Di Cá hơn tụi này không? Còn những chuyện mà Di Cá làm mà tụi này không biết, rồi sao tụi này kiểm soát được? Nè, mấy anh suy nghĩ như vậy, mấy anh hành động như vậy là coi thường em Di Cá này quá rồi đó. Chẳng phải mày muốn có con rước mới của tao sao? Tao sẽ cho mày, nhưng với một điều kiện. Là về làm việc cho tao. Tao là người của chợ mới, suốt đời sẽ là người của chợ mới. Anh Cá, có cần thêm phụ không? Lo cho con chuối đi. Dạ. Xuất sắc. Quả là một lựa chọn không sai. Mày nên nhớ, đất ai nấy sống, cơm ai nấy ăn. Còn mày cũng nên nhớ, quân tử như mày không nắm được thiên hạ. Mày nói quá vậy. Không cần phải nắm thiên hạ, chỉ cần trời mới bình yên là được. Đại thiếu gia muốn một tay che trời đâu có được. Tôi lệnh cho Di Cá xây dựng cảng không phải là muốn đạp đổ chén cơm của mọi người, mà muốn chúng ta không còn phụ thuộc vào chợ cũ nữa. Tại sao tôi phải giấu chuyện này? Tại sao chỉ mình Di Cá biết? Là bởi vì tất cả mọi người đều mang một cái đầu nóng. Bị đụng chạm tới quyền lợi cá nhân là mọi người chỉ nghĩ đến thanh toán thanh trừng, không nghĩ tới hậu quả.
chào đại thiếu gia. Chắc là bây giờ đại thiếu gia đang rất là vui đúng không? Mày ma mạnh lắm. Mượn gió bẻ măng, cái chia rẽ nội bộ chợ mới, mày làm được lắm. Dạ, tất cả cũng là do đại thiếu gia chỉ đường dẫn lối cho em. Cơ mà cái khu đất hôm trước ấy, ở bên sông ấy, đại thiếu gia đã có hướng ra chưa? Mày muốn mua hả? Ui, đặt thế làm sao em có tiền mua? Thì tao cũng chỉ mới đặt cọc tiền khu đất đó thôi. Đại thiếu gia đặt cọc để đóng băng khu đất đấy, ngăn cái dự án xây cảng của chợ mới có đúng không? Đúng là không có gì qua mặt đội chuyên gia bất động sản như mày. Em à. Nhưng suy nghĩ của mày không phải mục đích của tao. Mình sẽ lấy số tiền của chợ cũ để biến thành tiền của mình. Rất nhiều tiền. Vậy là em quá nhỏ bé so với bộ óc thiên tài của đại thiếu gia ấy chứ. Đây sẽ là phi vụ lớn nhất từ trước tới nay của mày. Là em sao? Quyết định kể từ bây giờ chợ mới chấm dứt hợp tác làm ăn với chợ cũ. Ông Sói đưa ra quyết định chợ mới chấm dứt hợp tác làm ăn với chúng ta. Có gì vui mà mày cười? Dạ, em cười cho đỡ căng thẳng. Mày có biết chuyện này ảnh hưởng tới chợ cũ thế nào không? Em xin lỗi. Sao lại như thế được nhỉ? Em đã dàn xếp với các anh ở bên đấy hết rồi. Anh Bảy Gà, chú 12, ông Long. Tao nói với mày rồi, thằng Di Cá không dễ đối phó. Cho em xin thêm thời gian, em sang gặp các anh ấy một lần nữa. Một mưu kế không thể xài hai lần. Thằng Di Cá là thằng cứng đầu nhất, phải tìm được điểm yếu của nó. Diệt từng con mồi một, rồi sau cùng là con sói đầu đàn. Dạ. Đại thiếu gia bình tĩnh như thế, có phải là đã đoán trước được tình hình hết rồi hay không? Chợ mới sẽ là của mình. Quản lý, hey, chào mọi người nha. Làm việc, làm việc, cứ làm việc ha. Đồ bẹn dữ ta, ra nét doanh nhân rồi đó, đẹp. Gì vậy trời? Em là chuối của mấy anh thôi mà. Nói tầm bậy, em là chuối của anh. Vậy em là em gái của anh, nói chuối của mấy anh, tưởng chuối của nó luôn, nó lộn ra nó ăn sao? Mày điên hả mày?
em mày ăn cái đầu mày á. Tao nói vậy đó. Thôi lâu không. Anh cả, bên anh này giờ có việc làm ổn định rồi. Anh phải kiếm việc gì cho em cá ngựa làm chứ. Muốn làm không? Muốn chứ. Cá ngựa, muốn làm không? Trời, em thợ đụng mà, chuyện gì làm đó mà. Ok, theo anh. Đi anh. Em đi nữa. Ok. Ngàn trường sóng xô phong ba cũng không ngăn được. Đi lên từ mồ hôi máu rơi. Hào hùng cá con vừa. Cả, mấy cho em cởi cái áo rồi ra được không? Nóng quá. Đúng rồi anh, em cũng vậy á. Em mặc bộ này vô không thấy sang chút nào mà nhìn muốn sản luôn á. Quyết định là do mày, thành bại cũng là do mày. Ôi, ông Sáu nhập anh hả? Nói chuyện y như ông Sáu luôn. Đại ca anh mà mày. Nói gì thì nói, nhưng mà trong tất cả các cơ sở làm ăn của anh Cá là em thích chỗ này nhất. Giống mấy con thích lắm. Đương nhiên rồi, anh Di Cá cũng thích. Đứng im đó. Trời xịt mấy cái mà em phong cách hẳn luôn anh trai. Ủa thôi qua tới đây luôn anh. Tặng trai. Anh tặng mày cả cái tiệm luôn còn được mà. Dữ vậy sao? Ứng trước anh trai. Lấy liền. Trời dữ vậy sao? Wow. Trời đồ xịn lắm vậy. Quá dữ luôn. Trời. Trời tay nghe kìa mày. Mày đưa thích cái nào anh tặng cái đó. Lấy hết đi. Thầy lấy khai anh. Anh Di Cá mà giỡn với mày không mày? Dạ. Nhớ giữ lời nghe. Trời. Còn trời nữa. Ê. Dạ. Làm gì vậy? Lấy điện thoại. Giỡn mặt hả? Giỡn gì anh. Tiệm vàng em cũng lấy giống vậy mà. Lấy kiểu này đi xa lắm nha chú. Người ta có chìa khóa tại sao không biết mở ra? Ủa vậy hả? Bây giờ nó mày ngu mày tự ái. Cái gì cũng vậy, suy nghĩ bằng cái đầu. Nè, thích cho mày nè. Ai biết đâu. Anh Cá, em thích cái này. Đúng nghề của em, lấy đi. Dạ chào ông chủ. Ông chủ. Đừng nói, anh là anh Minh Tuấn nha. Anh với Minh Tuấn làm chung. Hay quá, anh làm chung với anh Minh Tuấn rồi. Vậy máy này tính sao anh? Vô tính tiền. Ừ, hả gì? Mẹ em đi cá thì phải ba ảnh. Ủa vậy hả? Ừ. Con nhỏ kia vô đây tính tiền con. À. Trời ơi anh Cá, hai ổng nhảy lên vậy dơ sao bán. Cứ để cho tụi nó nằm thoải mái đi em. Dơ anh bắt tụi nó mua, cuối tháng trừ lương. Chơi kỳ. Ủa mà anh Cá, anh vừa kinh doanh điện thoại nè, xong anh kinh doanh nước hoa, xong anh làm thẩm mỹ viện nữa, giờ anh làm này nữa sao anh làm nổi? Anh Di Cá của em làm được hết. Ngoài những cái kia, mình phải kinh doanh thêm một mô hình về gia đình, em hiểu không? Em không nghe người ta nói hả? Gia đình là tất cả. Gia đình là nơi để tìm về. Và đây, Home Tết ấm êm gia đình Việt, đó là câu slogan của anh, em thấy làm sao? Hay á anh, mà em chưa có gia đình nên không biết. Trời ơi, nói gì vậy chú ơi, chúng ta là một gia đình mà em. Anh, nó rất muốn lập gia đình rồi anh trai. Tới tuổi lấy chồng rồi anh. Coi nói chuyện đi anh, thoải mái đi. Tao nằm đây nè. Dạ. Anh trai cứ tự nhiên thoải mái anh. Dạ dạ. Tiến tới luôn anh trai. Ra tính tiền giùm anh cái. Dạ. Gì? Gì tiền bạc gì? Hôm nay anh dắt mấy đứa đi ăn những món đặc sản của Đà Nẵng. Nhưng mà hiện tại bây giờ đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Đó là những món ăn từ quán đặc sản Trần. Mấy món này nhìn lạ lạ không ta? Gì đâu lạ. Anh ăn hại không mà, nó không có ăn uống gì hết trơn á. À. Nên không có biết. Món gì? Mì Quảng, biết không? Biết. Bún mắm nêm. Dạ. Cao lầu. Khá lắm, không uổng công. Anh bỏ tiền cho mày học làm DJ. Qua lô không có liên quan gì hết trơn. Tao để điện thoại ở nhà rồi. Trời đất ơi à. Còn cái này. Khỏi giới thiệu, tao biết. Đây là món của mày. Bánh bèo. Em giới thiệu vẫn còn thiếu món nha bà nè. Đây, bánh tráng ăn là thịt heo hai đầu da. Đầu tiên là lấy bánh tráng và một miếng bánh ướt. Thịt heo hai đầu da này em ăn thoải mái luôn nha bà nè. Sau đó thích rau gì bỏ vô chấm ăn thôi. Đã giờ, rồi miếng ơi. Mà nãy giờ nghe nói không à. Mà đói bụng dễ chịu đói nữa. Bây giờ anh em mình nó cùng nhau vô một cái rồi ăn uống chỗ nồi này. Vô, đâu á. 2, 3, vô. Dạ, em chào anh chủ. Ủa giỡn chơi mà anh, giỡn chơi mà anh. Em đang làm công cho anh á. Rồi, bình thường đi. Anh mới vô trong đó kiểm tra kho. Anh thấy tất cả mọi thứ thoáng mát, sạch sẽ, được. Ý tưởng làm tàu hũ tươi Nam Việt này của em, ổn. Anh nói làm sao chứ em ăn tàu hũ này xong em chỉ cảm thấy nó
sang xịn mịn lắm nha bạn. Hay lắm nha mày. À, mô hình này mà ngay thời tiết bây giờ nữa, em mà đánh ra các tỉnh lân cận thắng chắc. Dạ, vấn đề này á em sẽ nghiên cứu liền. Cái mùi em đang ăn á là mùi sô cô la, còn cái mùi của chú đang ăn á là mùi truyền thống. À, còn cái mùi mày đang ăn á là lá dưa đó. Hay lắm em trai. Đâu phải nít mới đẻ đâu ba. Ủa mà mùi chuối đâu? Không làm mùi chuối cho em. À, anh sẽ nghiên cứu. Nghiên cứu riêng mùi chuối đó để dành cho em ăn. Mày giống mấy người làm chuối quá à. Còn mày nữa, đi ra chợ mua liền ngay chuối ăn. Hỏi hỏi nó một hồi, nó chợ ăn chuối nữa bây giờ. Tào lao. Cười trong mắt thằng khác tao luôn là số 9 nhưng tao lại thích 10. Vấn đề quá ít người nhân rộng cái tình nghĩa năm không ngồi chết và hết lời. Đầu mà tao đâu có nói chơi, sống kiểu như mày mà còn mong được đổi đời thì thằng bi cá này dễ gì có chỗ bơi để mà nằm có chỗ chơi. Mỗi ngày tao đi theo mấy người anh học hỏi, giữ cái địa bàn có lần chém tao mỏi tay. Lúc nào cũng mong mấy đứa em nó học giỏi, anh mày thì học dở chuyện đã không thể đổi thay. Nghĩ lại nghe thơ ngày nào đâu tiếc quá, nhưng mà thôi cái cuộc đời nó nghiệt cả. Chỉ muốn cùng anh em tao sống qua, vượt bao phong ba bên nàng tao giết phá. Nén hương thứ nhất tao dành để cầu an, cha mẹ yên tâm cho thằng con này cứng rắn. Nén hương thứ hai tao nguyện cho anh em sức khỏe và làm ăn là phải luôn chiến thắng. Nén hương thứ ba cho anh chị đã ngã xuống, mặc dù trong lòng thằng em đau đớn lắm. Yên tâm đâu đó trên thiên đàng anh chị sẽ mỉm cười vì đường em đi luôn đúng đắn. Nhiều khi cả bà sức chán mẻ đầu, nhưng có chuyện tao không bỏ mày đâu. Tao với mày nó quá lẻ sầu, người anh em tao tặng mày vài câu. Lại khó có tan cũng đừng quên tình bạn, nếu thuốc cuối cùng chia nhau hút canh đêm. Hồng nhan rồi sẽ có lúc phải bạc phận, nhưng mà sóng gió nào vẫn còn đó anh em. Làm chung sống xô phộng, ba cũng không ngăn được. Đi lên từ mồ hôi máu rơi, hào hùng cá con vừa xa biển khơi. Phản chối luôn anh trai. Bác sĩ giỏi, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt lắm, cứ đà này phát triển. Dạ em cảm ơn. Cần gì báo anh. Cần gì thì alo anh. Tiểu Nhị ơi, nhanh lên, nhanh lên. Ai gọi? Từ từ. Tới liền, tới liền, tới liền. Thôi ăn đi, ăn đi. Thôi, thôi xuống. Ngày hôm nay, tao sẽ phục vụ mày từ A tới Á. Này, sushi anh với cá là phải ăn vậy nè. Chấm một miếng nước tương, quết một miếng wasabi. Hai cái không ra. À. Lấm mày. À, ok chưa? Đúng rồi, quá đã đúng không? Quá đã đúng chưa? À. Mày chấm gì dữ vậy? Chị quá sao bị? À, đưa lại. Ngon mà thôi không sao. Rồi, ăn nhiều mới ngon. Ok mà. Mày non nớt quá. Ăn sushi anh với cá là phải ăn như vậy đó. Chấm mạnh vô. Mày giống mày rút qua khỏi rút đi. Mày giống mày ngăn quá à. Ăn đi anh, ăn đi anh. Ngon quá, ngon quá. Anh với cá. Ừ. Bây giờ em hiểu câu anh nói á, kiếm tiền bằng cái đầu là như thế nào. Tốt. Vậy là anh mừng cho mày. Nhớ nghe anh dặn nè. Bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, phải giữ cái đầu lạnh. Đừng có nóng, nóng là hư chuyện hết, hiểu không? Cái đầu nóng giống anh nãy gà thì em biết. Còn cái đầu lạnh là sao ta? Mua bình nước đá trường lên đầu mày là nó lạnh chứ gì. Mở miệng nó tầm bậy tầm bạ. Thôi mà sao mà cãi nhau hoài luôn á, không má nào chịu thua má nào hết á. Trời chắc má nhường cho tụi tôi á má. Trời, trước khi anh thích em á là anh thích nó đó nha. Gì thấy ghê vậy trời. Ủa làm gì thấy ghê? Gõ gàng. Đúng rồi. Hồi xưa tao với thằng Chè được mệnh danh là cặp song long kỳ hiệp trong khu chợ mới. Đến nỗi mà anh cá phải đặt cho tụi tao một cái câu gì rất là nghe hay ho. Anh cá nhớ không? Anh cá câu gì anh cá? Đó, không nhớ trời. Mày nói tao quên ngang luôn á. Anh cá hồi đó anh kêu tụi em là cái loại gì? Cái loại gì trời? Không, hai cái thằng thứ gì á. Chưa bao giờ anh gọi hai mày là cái loại hay là cái thứ luôn á. Không phải, nhưng không mà cái câu văn hay lắm. Hay lắm, tụi hay lắm. Mây và gió tạo nên cơn sóng lớn. À, tao và mày tạo ra cơn sóng thần. Hai thằng mày đúng là sóng thần đối với anh luôn á. Đó. Sóng thần thì sóng thần chúng tao chứ giỡn à. Rồi. Bên Sun Academy sao rồi em? Ổn chưa hả? Dạ em thấy ổn. À, mọi người bắt đầu đăng ký nhiều hơn rồi đó. Tốt. Làm việc phải thả cái tâm vào trong đó. Chữ tín luôn đặt hàng đầu, chắc chắn học viên sẽ đến với mình thôi. Rồi. Không cho đứa nào đóng chậm học phí hoặc nợ học phí nghe không? Đứa nào mà thấy khó khăn quá mày bắt qua cho anh. Anh có mấy giây thì nóng rất là ok nha. Mày á, mở miệng ra tiền góp tiền thách, mở miệng lần cờ bạc. Có ngày chứ mày. Sao mày hay vậy quá vậy? Trời ơi, kiếm thêm thôi mà anh trai. Anh dặn rồi,
Thời buổi bây giờ bước ra xã hội dùng cái đầu mà kiếm tiền. Thằng Chê bây giờ sắp có công việc ổn định, sắp coi được cái sushi anh đi cá rồi. Còn Seoul Academy của con chuối đang hoạt động rất là tốt. Người lo nhất bây giờ anh lo là mày đó. Anh ơi, anh cứ mặc kệ em đi. Anh biết em mà. Em tự sinh tự diệt, trời đẻ trời nuôi. Em đâu có cần gì đâu, em bụi bặm quen rồi. Anh không lo cho em thì anh cũng phải lo cho anh nữa. Anh cứ ra đường đánh bài hoài mà anh có được. Mày ngộ quá. Ủa sao mà hai đứa bay làm gì vậy? Cái đó chỉ là đánh vui vẻ giải trí những ngày cuối tuần thôi mà trời. Mày giống mấy em vui vẻ quá à. Đánh bài nợ lên nó xuống nợ gặp đầu dí mày còn không kịp nữa chứ đừng nói mày vui vẻ. Nói cho mày tỉnh ngộ, mày khôn ra. Mày nghĩ mày ngu hoài hả? Ủa sao hai đứa bay hay nặng nhẹ quá vậy trời? Nói gì mà lăng mạ danh dự người khác vậy? Anh cá lớn nhất trong nhà, anh cá có nói được tiếng nào không? Có góp ý nặng nhẹ tụi không? Ê, có cách nào quỷ diệt nó luôn không? Trời. Thì cái bây giờ có nút mà bấm một cái quỷ gì nó bấm lì lẹ luôn. Mày bớt đi mày ơi. Tao nói cho mày nghe nè. Cái thằng cá ngựa mày mới vừa nhắc tới, nó chết rồi trề. Thằng cá ngựa đó là thằng cá ngựa điếc. Còn tao là cá ngựa đát. Hiểu chưa? Cá ngựa bây giờ khác rồi, muốn ăn tiền của tao mà hơi bị chua. Có chiều, có thế hết rồi. Không tin hả? Ok, vậy thì biểu diễn cho mọi người coi thôi. Người ta bộ bài lúc nào có sẵn trong túi vậy hả? Ừ. Anh cá, xào giùm em cái. Xào tái, đừng xào chín quá nhanh. Đủ tái chưa? Được rồi anh. Kinh hộ cái. Mắt mệt quá. Đừng cho dẻ không ơi. Bán cái luôn hả? Trời, bán nhà còn bán được không chứ bán cái. Mình có nhà để bán à. Mày im yên cái mỏ mà lại đi mày. Bây giờ tôi sẽ đọc số nút của từng người. Chú 12 chợ gạo khỏe hả? Không á. Chú 12 đâu đây? Là 20 già đó đúng không anh cá? Thằng nhóc này hên ta. Không có gì là hên hết đó anh. Nhìn gì hai ba đầm. Đúng nhận sai cãi. Alo. Không dám cãi. Còn anh bé gà, thấy làm sao? Anh bé gà đang ở nhà. Không phải anh. Nó nói em mỹ nút. Và kể từ bây giờ, mọi người làm ơn hãy gọi tôi là Đỗ Thánh. Ba con xì ha. Ăn hết nha, ăn hết nha. Chơi nữa không, chơi nữa không? Hết tiền lấy gì hết chơi. Tôi giỡn nè. Lại lên, lại lên. Thôi rồi, giỡn. Giỡn. Ông thi nhiều lắm rồi hả? Cô nhiều anh ơi. Được, được, được. Ông ai đang ơi, vô giỡn nè. Vô giỡn nha, giỡn nha. Vô giỡn nha, giỡn nha. Thôi lẻ luôn, lẻ luôn nha. Đằng em ơi, đằng em ơi. Đằng ơi, đằng em ơi, chú giỡn nè. Đây đây. Rồi, chơi rồi, chơi rồi, chơi rồi. Giỡn. 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 Rồi ok, dở nhỏ ba, dở nhỏ đi. Dở nè, dở. Dở. Lẹ rồi.
ơi, đặt tiếp anh ơi. Đặt vô đây cho mày dở nha. Đặt vô, đặt vô ơi. Em đâu phải vậy đâu, chúng mày dở, chúng mày dở nè. Đặt vô anh. Từ từ. Dạ dạ. Chúng mày dở nha. Rồi, ok lẹ nè. Rồi, ok nha. Rồi lẹ rồi, rồi chúng mày dở nè. Dở. Dạ. Lẹ dạ. Anh ơi. Phải không vậy? Rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Chúng mày dở nha. Cha dở nè. Tiếp luôn. Rồi lẹ luôn, chặn nè. Rồi. Lẹ. Vô, 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 vô. Rồi. Lẹ. Rồi, dở nha, cha dở nha. Lẹ. Chặn ăn luôn. Đặt vô ơi, đặt vô ơi, đặt vô ơi. Rồi, chú đặt vô này rồi, chặn nè, rồi. Ủa đâu có ai đánh mày? Mày đánh á hả? Đâu có đâu. Mày? Không có. Mày? Dạ không. Đâu có ai đánh mày đâu. Tự mày đánh mày á. Hay lắm. Tao là đàn em của Di Cá, mày cũng dám nhận mặt hả? Tao không có tiền trả tụi bay thôi. Nhưng mà anh Di Cá của tao có. Tao tin anh Di Cá, không có tin mày. Tao nể anh Di Cá, tao cho mày về. Ngày mai không đem tiền lẫn lãi lại cho tao thì mày tự hiểu. Mày biết khôn á. Mẹ tụi bay. Mày làm như vậy anh Di Cá biết rồi sao? Mày không nói tao không nói làm sao anh biết? Mày không có tiền mày có thể hỏi tao, tao cho mày mượn được mà. Mày có 200 triệu tao mượn không? Cái gì mà 200 triệu? Anh làm gì mà 200 triệu anh nợ bài đó đúng không? Cái này không phải là tiền thua bài, cái này là tiền nợ. Trề, mày giúp tao lần này đi, mày cho tao đi đi trề. Tao mà không có tiền trả cho tụi nó, nó kêu giang hồ chém tao chết đó. Mày là giang hồ, mày là giang hồ đó, mày sao mày sợ tụi nó? Mày thử tiêu tiền với tao đi, coi mày còn mạnh miệng vậy được không? Nói gì hay lắm. Tụi bay giúp tao lần này đi. Cho tao đi đi. Tao hứa tụi bay tao sẽ kiếm tiền trả lại cho anh Di Cá sớm nhất được chưa? Anh kiếm ở đâu ra? Anh đánh bài anh kiếm hay sao? Anh đánh thắng tụi không nói. Để anh thua thì sao? Anh về anh ăn cắp tiền anh Di Cá hay sao? Thằng mấy anh bán tụi luôn đi. Anh bán tụi làm gái luôn đi. Biết đi. Tao dài như mặt của bây giờ. Đàn bà con gái nói gì mà nói. Trề. Mày để tình anh em mình đi trề. Mày cho tao đi đi trời. Tao nói không là không. Mày muốn lấy số tiền này đi thì bước qua xác tao đi. Mày giống mày bước qua
Mày đừng quét tao, tao có đường cùng nha. Mày biết tao đâu có đánh lộn lại mày. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi thằng chó. Được, vậy tao bây giữ tiền này làm đám ma cho tao luôn đi. Khi xưa đi đâu cũng có nhau, có biết bao nhiêu cuộc vui đạo thiếu nhau, đi cùng nhau bên nhau giữa chốn thành danh. Dặn chân phong ba ập tên ta, cách xa bao nhiêu người anh em của chúng ta, đặng cay mới nhận ra đã có lúc ta lại tự tìm. Ali, em nhờ anh giúp giùm em cái kho bữa họp để tụi em còn mở cái sòng bạc mới anh. Chú ghi yên tâm, anh chỉ cần sang bên đấy nói một tiếng là người ta sẽ nhường cho em ngay. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Này, dạ? Có chuyện gì đây? Cái này là con nợ bên em, mấy anh em đang giải quyết cơ mà. Phan, cứu tôi, khoan, đây, anh em, khoan đã. Người quen mà. Cái gì đây, cái gì ngựa đây này? Cá ngựa. Ừ đúng rồi, cá ngựa. Ngựa này là người bên anh Vi Cá mà. Em biết, nhưng mà nó đang nợ tiền của bên em. Chết, lại tiền cờ bạc chứ gì. Xui quá mẹ ơi. Nợ em bao nhiêu? 150 củ anh, tiền lãi nữa 50 củ nữa là 200 củ. 200 củ mà để ra thế này đây. Thôi được rồi, rồi đây, 200 củ đấy. Sao gì được anh? Anh trả cho cá ngựa, chỗ anh em với nhau cả mà. Thôi, anh làm như vậy thì em không lấy tiền lãi đâu, em lấy tiền lãi thôi. Chú cứ cầm lấy, luật làm ăn mà các chú cũng đi kiếm cơm mà. Dạ. Nó coi như cứ cầm lấy, đưa anh em đi nhậu nhá. Dạ cảm ơn anh Ly. Để đây anh nói chuyện với bạn anh tí. Thả nó ra. Rồi, đi đi. Cảm ơn anh. Thôi, vào đây. Cảm ơn fan nha. Tiền của fan á, để có tôi trả lại sớm nha. Thôi đi ông ơi, ông định kiếm tiền ở đâu mà giả? Rồi ông lại cờ bạc à? Ông cứ mong gỡ gạc xong ông lại càng lún sâu thôi. Mà ông làm ăn với anh Vi Cá kiểu gì mà bây giờ ra nông nỗi này? Làm lính, ai kêu gì làm đó. Ông cứ núp sau cái bóng anh Vi Cá mãi, biết bao giờ mới khá lên được. Tôi thấy ông ấy là cũng thông minh nhạy bén đấy. Thôi, ông về làm với tôi sẽ giúp ông kiếm tiền. Giỡn hoài fan. Tôi với anh Vi Cá ơn nghĩa nặng lắm, tôi không có bỏ được đâu. Thế những lúc ông như thế này ấy, anh Vi Cá đâu? Ơn nghĩa có đẻ ra tiền được hay không? Đúng không? Ông là đàn ông, ông phải làm chủ cuộc đời của mình, phải biết cách kiếm tiền. Nói gì nghe to tát rồi nha. Tôi chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn ba bữa, có tiền dắt mấy bạn đi nhậu được rồi. Đàn ông mà bạc nhược, không có chí cầu tiết. Thôi được rồi, nếu như ông về làm với tôi hứa sẽ giúp ông trở thành tỷ phú. Trời, giỡn hoài fan. Nửa tỷ còn không có trong người nữa, tỷ phú đâu ra. Tiền của tôi không biết ở đâu mà tôi có. Ngân hàng. Tiền ở dưới đất chui lên. Tụi bị mấy anh khứa kìa đánh thiệt, muốn khờ luôn mà fan còn hại não chứ. Cầm lấy mà dùng. Cho tôi hả? Cho thế nào được mà cho. Tiền này coi như là tôi cọc trước cho ông, để mời ông về bên công ty tôi làm. Cứ cầm về mà suy nghĩ,
Nếu như không thích ấy, thì mang trả lại tôi. Không có gì phải ai nấy. Còn nếu như ông đi cùng với tôi thì đôi bên cũng có lợi. Win win. Win win. Ổn, ổn, ổn lắm, ổn. Đây, cái này chỉ mới là một thôi nha. Còn rất là nhiều dự án khác. Xong một phát là tiền sẽ chạy vào túi bạn ngay. Thế không? Không. Hả? Phải ký nó mới thật chứ. Ừ, đúng rồi, phải ký. Phải ký chứ. Đấy. Đấy. Rồi, 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 giảm tí, giảm tí. Ở đâu nữa, đâu nữa. Đây, đây, đây. Nhanh lên, nhanh lên. Trời, trời ơi. Em tới vậy chạy. Cái này đúng rồi, khách chồng mà nắng tội, khách quá trời, luôn thương khách quá. Trời ơi. Đấy, đấy, đấy. Em tới đây, dạ. Ôi trời, ôi trời. Mọi người ơi, ra đây, ra đây. Em chịu trách nhiệm chính ở đây, qua đây em tư vấn cho. Dạ. Dạ đây, đây, em coi, 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 em coi, coi, em coi hết, em coi hết. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Cờ bạc về tới rồi anh. Đồ. Mặc đồ bánh tỏn đẹp trai mày. Em chào anh cá. Chê. Tao còn thiếu mày 9.870.000. Đây là 10.000.000. Tiền còn dư dắt anh em đi nhậu. Sang dữ ha. Anh ra ngoài chơi chán rồi anh mới về phải không? Bây giờ anh chơi nữa không? Vô làm tụ nè. Tôi chơi với anh tới khi nào anh bỏ thì thôi. Đây là cái thẻ tín dụng. Giữ lấy mà xài. Ủa alo. Tin được không trời? Xài hết thì nói anh biết. Anh cá, em biết là số tiền em nợ anh rất là nhiều. Em biết số tiền đó em có thể trả lại được. Nhưng mà nợ ân tình của anh dành cho em, em trả không nổi. Em xin lỗi anh. Khùng. Đã là anh em với nhau rồi, nợ nần cái gì hả? Đứng lên đi. Ra ngoài chơi từ bữa giờ đó rồi đúng không? Chuối. Vô trong đó coi nấu cái gì ngon ngon cho nó ăn. Không cần đồ chuối. Bỏ qua cho nó dễ gì sao anh cá? Sai thì ai cũng sai. Quan trọng là nó thấy được cái sai của nó, nó quay về là được rồi. Anh, hôm nay em về đây đầu tiên là để xin lỗi anh. Còn một chuyện nữa em muốn xin anh. Anh cho em rời khỏi chợ cá đi. Em muốn có một cuộc sống khác. Em không muốn người ta nói em là một thằng cờ bạc nợ nần nữa. Em không muốn người ta nói em là cái thằng ăn hại, cái thằng ăn bám anh nữa. Anh cá, không mấy anh mở đường cho em đi anh. Cho em một con đường sống. Cho em rời khỏi chợ cá đi anh. Mày biết tin của anh rồi. Từ trước đến giờ có bao giờ anh ép em út của anh cái gì đâu. Nếu như mày đã quyết như vậy, đi đi. Cảm ơn anh. Tao không cần biết ra ngoài đó mày sẽ làm gì, nhưng tao muốn mày luôn nhớ một điều: sau lưng mày lúc nào cũng còn có tụi anh.
Dạ. Anh có tin không? Không ổn anh Di Cá. Đây là sơ đồ mà bất kỳ ai biết về AutoCAD đều có thể làm được. Và toàn bộ nơi đây đều là đất nông nghiệp, chưa có phê duyệt chi tiết 1/500. Đến nỗi hạ tầng cơ bản chỉ là phần thô, sổ con từng nền cũng chưa có. Và em khẳng định đây 100% là dự án ma. Anh Cá, giờ tính nó làm sao? Cứ để cho nó vui đi. Lần đầu tiên anh mới thấy nó vui được như vậy mà. Vui sao được mà vui anh, nó đang hại người ta đó. Nó biết nó sai thì nó sẽ không làm. Anh Cá, anh cứu anh giùm em đi anh Cá. Cứ để nó tận hưởng, cuộc vui sẽ không được bao lâu. Alo, 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 alo. Xin chào mừng quý bà con, cô bác, quý khách hàng ngày hôm nay đã đến đây tham gia buổi lễ mở bán và tri ân của công ty bất động sản Cá Ngựa chúng em. Cảm ơn sự tin tưởng của tất cả mọi người dành cho công ty. Thưa mọi người, trên tay em đây hiện giờ đang là một sấp sổ hồng sổ đỏ của dự án chợ cá Villa. Một dự án đang gây xôn xao xì xào trong giới bất động sản. Một dự án siêu hot, siêu lợi nhuận thưa mọi người. Bởi vậy, quý bà con cô bác nào muốn có một cuộc sống an nhàn, khá giả hơn sau này thì nhanh tay chốt giùm em một sổ. Chốt nhanh ra sổ nhanh có lời nhanh, chốt chậm ra sổ chậm có lời chậm. Vậy thôi, vậy bây giờ ai chốt, ai mua? Tao mua. Bán cho tao đi. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ chung ngõ sau. Mọi người ơi, mọi người thấy ai chưa? Anh Di Cá khu chợ cá. Em không cần nói mọi người cũng biết là anh Di Cá uy tín và lừng lẫy cỡ nào rồi. Một tràng pháo tay cho anh Di Cá. Như có sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau, mày chống tao bằng cánh nóng với nhau mà không bị động cho được tới tao. Nhưng mà có dám chắc cái dự án mà sắp bán giấy tờ hợp lệ không? Trời ơi, anh ơi, anh hỏi rất rất hay luôn anh. Giấy tờ của em bảo đảm với anh hợp lý, hợp lệ, hợp pháp nha mọi người. Anh em với nhau thân thiết, em chốt cho anh một lô đất đẹp nhất. A chề, nó là bạn của em đó mọi người, nhưng nó nghèo lắm, em chốt cho nó nửa lô. Còn nhỏ em gái ruột của tôi, Bé Chuối, anh chốt cho em một lô, mua cho mày luôn, được chưa? Gia đình thấy chưa, em chốt cho người thân của em hết rồi, chốt cho anh em luôn. Nhất là anh Di Cá, uy tín thì mọi người khỏi phải bàn rồi đúng không mọi người? Thì mọi người còn chân dây gì nữa mà không mua? Im đi! Anh bị điên hả? Anh có biết anh làm vậy là anh hại biết bao nhiêu bà con ở chợ cá không? Mày có bị điên không? Bị điên hả? Chỗ đang làm ăn, mày ăn nói gì vậy? Ủa? Anh Cá, chỗ em đang kiếm tiền mà, anh dắt vô phá em làm sao? Anh muốn làm sao? Muốn mọi chuyện tốt đẹp với mày hơn thôi. Mượn ơi, mọi người ơi, trước khi bỏ một số tiền lớn để mua một cái dự án, mua một miếng đất nào đó, tôi khuyên mọi người phải tìm hiểu cho thật kỹ, coi cái dự án đó có an toàn hay là không. Với uy tín của thằng Di Cá này, tôi cam đoan với mọi người, dự án mọi người chuẩn bị mua là một dự án ma. Sắc đúng rồi đó. Nè, anh nói gì vậy? Dự án ma là sao? Gia đình bình tĩnh đi, không phải dự án ma đâu. Anh à, nhưng mà gia đình ơi, tôi cam đoan với mọi người nha, đây không phải dự án ma, có sổ hồng sổ đỏ đàng hoàng, tất cả đều hợp pháp hết. Cả nữa, cái gì? Đến bây giờ mà chưa thấy được cái sai của mày nữa hả? Tôi thấy sai thì có, anh lớn mà anh sống bậy quá à. Anh thấy tôi làm ăn được, chốt đất bán có lời, anh ghi ăn tức ở, anh kéo người vô đây phá tôi, hạ uy tín của tôi hả? Còn mày nữa, tôi mất dạy này, mày đi đâu chưa? Mày đi đâu chưa?
Mày ngon rồi. Dạ, em chào mấy anh. Mấy anh đến đúng lúc lắm mấy anh. Anh cho tôi hỏi, anh có phải là đại diện của công ty bất động sản Cá Ngựa không? Dạ là em đi anh. Mời anh về phường. Dạ. Anh ơi, có nhầm lẫn dùng chứ em mở ra cái buổi họp bán này là em có gửi giấy lên trên phường rồi anh. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ việc mua bán đất trái phép. Càng không thể. Dạ, đất của em là có giấy tờ đàng hoàng, có giấy chứng nhận đàng hoàng, có chữ ký đàng hoàng hẳn hoi mà anh. Trái phép gì anh? Có mua bán trái phép hay không thì mời anh theo chúng tôi về phường để làm rõ vụ việc. Mời anh. Dạ dạ dạ. Thôi dạ, bà cô bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó nha. Em về em giải quyết cho. Bình tĩnh đi em về. Toàn bộ tiền đặt cọc cái dự án đã được chuyển về. Anh xem đi. Tổng cộng có 138 túi như này. Đổi mật khẩu cái xác, canh giữ cẩn thận và tuyệt đối không sử dụng số tiền này trong vòng 6 tháng. Dạ. Có chuyện gì? Thằng Vi Cá biết chuyện rồi. Nó đến phá buổi lễ giao bán dự án của chúng ta. Nhưng mà đại thiếu gia cứ yên tâm, nó không biết là đại thiếu gia đứng sau vụ này đâu. Đừng bao giờ nhắc tới tên tao. Tất cả là kế hoạch của mày đó chưa? Dạ dạ, tất nhiên. Không bao giờ em nhắc đến tên đại thiếu gia. Tất cả giấy tờ ở đây, giấy tờ pháp lý, công ty, đứng tên cũng là thằng Cá Ngựa. Nó ghi hết mà, nó đứng tên hết tất cả mà. Không bao giờ em nhắc đến đại thiếu gia. Chúng ta an toàn, không có liên quan gì cả. Tất cả là kế hoạch của mày. Thằng đàn em của Di Cá đã chịu tội rồi. Nhưng mày cứ yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày. Dạ. Chúng tôi biết anh cũng chỉ là thế thân cho người khác. Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi, khai ra người đứng đầu để được nhận khoan hồng của pháp luật. Dạ anh ơi. Sao anh? Dạ em cảm ơn. Cá Ngựa, anh là anh Di Cá, anh của mày nè, chứ không phải công an. Làm gì căng thẳng quá vậy? Ăn uống thôi mà. Nè, uống bia nha. Ở đây toàn là những món mày thích không á. Sao vậy Cá Ngựa? Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tâm lý cũng phải thoải mái, no cái bụng trước đã. Ăn gì ăn đi, anh nghe điện thoại coi.
Alo, anh nghe nè. Ổn, bình thường đâu có đâu. Anh đang đi ăn với nó nè. Rồi rồi, anh biết rồi, ăn xong đưa nó về. Vậy nha. Chào fan. Ai là fan của mày? Mày lừa tao bán đứt trái phép tất cả dự án của công ty mày là dự án ma. Sao fan căng thế? Ai lừa ai bao giờ? Mình hợp tác làm ăn. Win-win. Win-win con mẹ mày. Tất cả chữ ký là chữ ký của tao. Còn mày bắt tao chứ đâu bắt mày. Mày muốn hại tao chết hả? Chứ bây giờ fan muốn gì nữa? Tiền là tôi bỏ ra tôi đầu tư. Fan chỉ cần đi nói dăm ba câu, ký một chữ ký, fan được 10% hoa hồng. Còn có bọn sale ấy, nó nói ra giả tháng này sang tháng nọ, bán được một miếng có 1-2% thôi. Fan là bố thiên hạ rồi. Fan làm tự nguyện mà có ai ép đâu. Fan cần tiền mà. Đúng. Mày nói cái gì cũng đúng. Tao cần tiền nên tao mới không khai mày ra cho công an. Vậy bây giờ tiền tao đâu? Tiền tao đâu? Đây, tiền đấy. Con mẹ mày, mày muốn chết hả? Bây giờ mày có khai hay không cũng chả liên quan gì đến tao. Sáng sớm nay, người dân phát hiện có một người tử vong tại đây. Sau khi giám định tử thi, xác định nguyên nhân là do tự tử, nên tôi mới mời anh đến đây để xác nhận thân nhân. Dạ anh. Cho vào. Khi xưa đi đâu cũng có nhau, có biết bao nhiêu cuộc vui đạo thiếu nhau, đi cùng nhau bên nhau giữa chốn thành danh. Anh hai, anh hai. Dặn chân phong ba ập tên anh hai. Cách xa bao nhiêu người anh em của chúng ta. Anh hai. Đặng cây mới nhận nhìn em nè, anh hai. Đuổi. Ta lại tự tin. Thế sai quá. Anh lớn mà sao quậy quá. Không muốn dạy này. Mày đi đâu chưa? Mày đi đâu chưa? Hay vì những đồng tiền cùng lời danh làm ta cách xa và thương nhớ. Nhưng không sao, môi tôi bất chợt tụ hợp cả đám ngồi cùng với nhau quay quần, cho truyền những đêm ngày thời cô liêm. Là ta vì tình anh em ta đi trong gian khó gian nan, chúng ta vẫn một lòng. Là ta vì tình anh em bao cam go, bao sóng gió vây quay vẫn cứ thế. Dù mai đường đời mãi đôi thay ra sao, hay ai giàu sang, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Nhớ những lúc trời tàn, cùng những chuyện chẳng màng, anh em ta lại có nhau. Tao không cần biết ra ngoài đó mày sẽ làm gì, nhưng tao muốn mày luôn nhớ một điều: sau lưng mày lúc nào cũng còn có tụi anh.
Nếu khóc được em cứ khóc đi. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Giá như mà em ngăn ảnh lại thì mọi chuyện cũng đã khác rồi. Giá như mà em cố gắng hơn, giá như mà em không có trách mắng ảnh thì anh không có ngày hôm nay. Giá như em giữ ảnh lại thì anh không có chết. Chúng ta không ai hoàn hảo cả. Thằng cá ngựa cũng vậy. Tại vì đó là số phận. Trong cuộc sống này không có hai chữ giá như. Ngay lúc này đây nè, em cần phải mạnh mẽ để mà sống. Sống cho thật tốt. Đó là ước nguyện của thằng cá ngựa. Anh sai rồi đó. Anh đừng uống nữa. Anh đừng uống nữa mà. À chị, mày có thể hứa với anh một điều được không? Là đừng bao giờ mày nằm xuống trước anh. Mày hứa giùm anh được không? Tại sao vậy? Tại sao tất cả những người thân của tao đều lần lượt nằm xuống trước tao hết vậy hả? Anh đừng có tự trách bản thân mình nữa. Mấy cái chuyện này anh đâu có muốn đâu. Đừng có uống nữa mà. Tất cả mọi chuyện là do anh. Tại anh mà cá ngựa nó mới nằm xuống như vậy. Ngày xưa tao đã trải qua cảm giác mất vợ. Bây giờ lại tiếp tục là thằng cá ngựa nữa. Tao giận lắm. Mà tao giận tao lại càng đau. Em cũng đau vậy. Nhưng mà em tin chắc một điều á. Thằng cá ngựa nó không có tự tử đâu. Nó không tự tử. Tao dám chắc là thằng cá ngựa nó không có tự tử. Tại vì tao biết rõ tính của nó. Nó rất là chết. Nó không bao giờ dám tự tử đâu. Không lẽ nó bị giết hả anh? Nhưng tao không biết thủ phạm là ai. Tôi biết. Thằng chó. Thì ra là mày hả? Ê, tao biết đó. Sao mày giết nó? Ê, không có. Tao nói là tao biết người giết cá ngựa. Chứ tao không liên quan. Mày nhìn mặt tao giống em giết người không? Thả nó ra. Nói hết cho tao nghe những gì mày biết. Ê, tiền tao chừng nào mày trả? Chấp. Nay bận đồ vét đồ ha. Xen trọng quá trời, chắc là có tiền trả nợ rồi. Nè cá ngựa, chỗ bạn bè thân thiết tao mới nói nha. Mày ráng sống cho đàng hoàng đi. Đừng báo hết người này tới người kia nữa. Nhất là anh Di Cá của mày. Ổng thương mày lắm đó thằng chó. Mày cấm miệng mày chưa? À, tiền tao nợ mày tao trả. Cấm mày nhớ cái tên Di Cá. Tao sẽ lấy dựng cho tao. Lấy lại dựng cho anh. Mày nghe chưa? Còn bây giờ mày có ngon, mày sủa ra tiếng nữa.
nay ra dựa bảnh vậy ông nội? Mẹ mày, mày muốn chết hả? Thằng đó là thằng nào? Ai biết? Bằng mọi cách mày phải lau đầu nó ra cho tao. Ủa? Mấy anh chở tôi tới đây chìa. Giỡn gì tụi tao hả? Dạ. Mày điên hả? Mày làm cái gì vậy? Rõ ràng mày nói biết chỗ cái người mới giết. Bây giờ mày hỏi vậy làm sao? Sao là sao? Hả? Muốn gì? Muốn chơi anh em tao đúng không? Không. Ôi. Tao nói tao biết chỗ cái người bị giết. Nhưng mà không phải là chỗ này. Chỗ này là chỗ cả người bị giết. Mày chắc không? Chắc. Bữa đó là tao ám ảnh luôn mà. Cái thằng mà giết cả người có trả lệnh cho à, tao cũng nhận ra. Mày ráng nhớ thử coi. Có khi nào mày gặp nó rồi mà không nhớ không? Dĩ cha nội, sao tôi nhớ được. Tôi chỉ biết là hôm đó là cái lần đầu tiên mà tôi gặp luôn á. Mà sao kỳ vậy ta? Thằng cá ngửi thằng đó quen biết nhau đâu. Tại sao nó mới giết cá ngựa chứ? Nó đụng chạm ngoài xã hội, nó mượn tiền người ta rồi nó không trả, nó xử thôi. Mà quan trọng là ai xử mới được chứ. Sao tôi biết? Nhớ rồi. Hôm đó ngoài thằng giết cá ngựa ra còn một người nữa. Cái người đó mặc vest nha, nách kẹp một cái túi, đầu đội nón, nhìn sang dữ à. Mặc đồ vest, nách kẹp túi, đội cái nón. Là nào ta? Sao tôi biết? Tao biết. Ali, chủ kho xưởng mà thằng cá ngựa giới thiệu. Em nhớ luôn rồi. Hôm bữa gặp nó đầu tiên, thấy nó chuyện xạo xạo là em cũng nghi rồi. Thì bây giờ bắt nó về hỏi. Mày nghĩ nó chịu ngồi yên một chỗ cho mày bắt hả? Giờ sao anh? Xong rồi anh, chiều nay Ali nó bay, mọi chuyện đã thu xếp, anh yên tâm.
mày giết thằng cá ngựa như thế nào thì hôm nay tao sẽ giết mày y như vậy. Không phải em. Thằng nào giết em tao? Em không biết. Mày cho người giết thằng cá ngựa là thằng nào làm? Không có liên quan gì đến em hết. Ra chuyện. Nghe mày không khai, tao giết mày chết. Em khai. Gì cả? Tao thèm món sushi của mày lắm rồi. Theo Ali đi. Nhanh đi. Ali. Chạy đâu nhanh vậy? Thiếu gia, sao lại thiếu gia? Đến cái nơi rách nát tôi tàn để làm gì đấy? Tới thăm mày lần cuối. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ nhắc tới tên tao. Ali. Ali. Mày không được chết. Mày phải sống. Mày không được chết. Mày không được chết.
chạy đi anh ca. Ca, chạy đi anh ca. Anh chơi, chạy lẹ đi, chạy đi. Bây giờ thì không còn ai làm phiền nữa. Tiếp tục câu chuyện chứ. Anh không tới đây để mời em đi ăn tối, mà anh muốn em là buổi tối của anh. Không có sâu mấy. Ui, đỉnh vậy anh Bảy, vệ sinh không vậy? Rượu giống như cồn, vậy là sát trùng đó. Mày lo nó quá, sao không đem bệnh viện đi? Đem ra tao làm gì? Ổng đòi, ổng kêu là phải đưa qua gặp anh Bảy, tin có mình anh thôi đó. Tin tao để tao làm. Gà dính cửa thì cũng làm vậy à. À, không có thuốc tê. Mày có cần hút thuốc hay là tao mở phim cho mày coi để giảm đau không? Tôi không cần mấy thứ đó. Làm đi. Bản lĩnh. Gì cả, mày cứ báo tao hoài vậy mà không hiểu sao người ta cứ cắm đầu chết vì mày. Tao nể mày thiệt á. Chắc mày để tao chết vì mày luôn mới vừa lòng đúng không? Hay vậy quá. Anh nghe là chuối. Con em mày ngon quá. Gì cả. Muốn cứu ai đưa em mày. Mang cái USB đến cho tao. Một thứ đổi hai mạng quá hời cho mày rồi. Mày nên đến một mình làm trái ý tao á. Đừng mong gặp lại hai đứa em mày. Mẹ mày con chó.
Dĩ Cá, đứng lại. Mày lết cái giò quèo đi đâu đó? Bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Đừng có nóng vội. Em mà không qua bên đó, nó sẽ giết chết hai đứa em của em. Mày bị điên hả? Mày đi một mình qua đó chẳng khác gì cắm đầu vô chỗ chết. Cái mạng què mày có chết đi nữa cũng không có cứu sống được hai đứa em mày đâu. Hết cách rồi anh Bảy. Một khi nó đã ép mình qua bên đó, chắc chắn nó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nó không cho mình có thời gian suy nghĩ đâu. Nếu như em không qua đó, A Che và bà Nana sẽ chết. Mày cứng đầu quá. Muốn làm gì mà làm đi. Biến khỏi nơi đây và đừng có báo tao nữa giùm. Dặn chân phong ba ập tên ta, cách xa bao nhiêu người anh em của chúng ta. Đặng cây mới nhận ra, đã có lúc ta lại tự tin. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Là ta vì tình anh em bao cam go, bao sóng gió vây quanh vẫn cứ thế. Dù mai đường đời mãi đổi thay ra sao, hay ai giàu sang, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Nhớ những lúc trời tàn, cùng những chuyện trắng màng, anh em ta lại có nhau. Một ngày là anh em, chọn đời là anh em. Một ngày là anh em, chọn đời là anh em. You're looking well. Quân tử lắm, tới rất đúng giờ. Nhưng thường quân tử hay chết sớm. Trước khi tới đây, tao đã đào sẵn hai cái mộ. Một cái cho tao, một cái cho mày. No, no. Nếu ngay từ đầu mày nghe lời tao, thì mọi thứ đã không thành ra như bây giờ. Mày thì thích sai khiến người khác, nhưng với tao thì không. Mày là con cá mà cái đầu mày lì như con trâu. Vậy mới là tao. Ok, mày muốn đi theo thằng em mày thì mày cứ đi, tao lấy thứ tao cần. Vậy thôi. Mày bản lĩnh lắm gì cả. Đưa cho tao. Mày nghĩ thằng Di Cá này ngu hả? Thả người trước,
giao hàng sao? Ok, anh là chủ nhà mà, chiều khách cũng không sao. Tới đây làm chi vậy? Tụi nó cũng tha cho mình đâu. Có chết cũng phải tới. Chết thì anh em chết chung. Mới là tao. Hạ hổn hạ bi đang hòa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, đã hết tất cả bọn ngu dốt. Chờ thời phản tao ở trong nhà, ở dưới giang hồ ai ai cũng để gọi to tên tao là anh Bảy Gà. Dữ vậy sao? Hay quá anh Bảy. Anh Bảy Gà của thằng em Di Cá này xuất hiện lúc nào cũng đúng thời điểm. Anh của mày mà mày, tao chuẩn bị xong hết rồi, đứng trong kia canh tới ngay lúc này ra tạo nét mà. Ê, đại thiếu gia, tao lỡ không nghe lời của mày, mày dặn Di Cá đi một mình, mà giờ tao tới đây tao còn kéo theo đàn em đông quá trời đông luôn. Bây giờ sao ta? Nói không nên lời đúng không? Tao nói cho mày nghe, tiền của mày lấy của bà con cô bác, mồ hôi nước mắt của người ta, rồi mày đem mày cất kỹ ở trong nhà. Mà đàn em mày yếu lắm, ba cước thôi là cũng hết rồi. Là lớp đó, tao đem bao tiền này tới nè, mày coi phải tiền của mày không? Không phải đây không đâu, ngoài còn một xe kìa, rồi giấy tờ á, tao gom lại hết luôn rồi. Rồi giờ sao ta? Ủa, có phải anh Bảy ơi? Đi ca, bây giờ mày tính sao? Không thể giao cái USB này cho nó được. Anh Bảy, ai ghi âm? Mở nghe. Mày ma mạnh lắm, mượn gió bẻ măng, cây chia rẽ nội bộ chợ mới. Mày làm được lắm. À, tất cả cũng là do đại thiếu gia chỉ đường dẫn lối cho em. Chó, mất dạy thiệt chứ. Chưa đâu, còn cấm thêm nè anh Bảy. Mở coi. Em đã làm đúng theo lời của đại thiếu gia, trả hết nợ cho thằng cá ngựa, rồi thuyết phục nó về làm cho mình. Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây ạ? Thành lập công ty cho thằng cá ngựa đứng tên, thuê đất, làm giấy tờ giả, lập dự án ma giao cho nó bán. Tất cả giấy tờ đưa nó ký, yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền mặt rồi chuyển tiền vào cho tao, không cho nó biết. Xong việc giết nó, lỗ tội hết cho nó. Anh Bảy, cái này là thứ duy nhất để mình quan cho thằng em của em. Thằng non thiệt. Đây là cái duy thứ hai. Mày hiểu ý tao chứ? Gà lớn, tao tin mày. Giao cái đó cho công an giùm tao. Nên lời đúng không? Mày tưởng mày làm vậy là chia rẽ được tình anh em của tao hả? Mày ngu lắm. Ê, đến thời điểm bây giờ mày mất nhiều thứ hơn là mày nghĩ đó. Bây giờ mày chích anh Bảy, nó là của em. Ai thèm. Thank you.
Giết tao đi cả. Mẹ mày. Giết mày. Giết nó. Anh có giết nó thì anh cả người cũng không có sống lại được đâu. Dừng lại đi. Tao giết nó bởi vì nó là em mày. Ngủ với cái nhỏ này bởi vì nó cũng là em mày. Mày không giết tao mày hèn lắm. Con chó. Mày phải chết. Không. Mày nghe mày. Tao không giết mày. Tại vì phía sau tao còn có người chờ tao về. Còn mày, mày phải sống để mà trả giá những gì mày đã gây ra. Yeah! 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 Xử lý hay lắm gì cả. Sao không anh? Vậy xử lý nó làm sao anh? Đã cho gà lỡ xử lý nó. Mày là công an hả? Gì ba? Mày bị điên hả? Nhiệm vụ của nó là mời công an tới đây. Chứ nó đàn em tao mà. Gà lỡ, đưa tiền cho tao. Anh Bảy. Bảy rồi nha. Hồi nãy nói tiền đó là tiền của bà con cô bác. Bây giờ anh lấy anh xài. Sống gì sống không thọ đâu á. Mày bớt mất dạy đi. Tiền của bà con cô bác công an người ta xử lý. Cổ này tiền của tao. Nãy đem ra hù nữa thôi. Cái kế hoạch này á, là Duy Cá nó bày ra ở nhờ tôi giúp giùm. Giờ hết chuyện. Không cần phải. Anh em rút. Đi. Anh ơi nè, anh xin lỗi. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Là ta vì tình anh em bao cam go, bao sóng gió vây quay vẫn cứ thế. Dù mai đường đời mãi đổi thay ra sao, hay ai giàu sang, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Nhớ những lúc trời tàn, cùng những chuyện trắng màng, anh em ta lại có nhau. Không cần phải nắm thiên hạ, chỉ cần giữ chợ mới bình yên là được. Chọn đời là anh em. Một ngày là anh em. Ngàn trùng sóng xô phong ba cũng không ngăn được. Đi lên từ mồ hôi máu rơi. Hào hùng cá con vừa ra biển khơi. Anh em bên nhau sát vai không rời. Đau thương cùng nhau, sẽ chi cùng trời. Gươm vắt trên vai ta cùng sóng pha khắp nơi. Gian nan mặc ai chỉ cần chung chiến. Dịu lời thề nghĩa chung. Tái sức cả còn vượt biển chinh chiến thì bình yên ngỡ ngàng thu kẻ thù để tái bước dựa lại cái phước an ủi chi tình viên đời bao lời khuyên gương đau lắm lúc ta quá chấn nhớ công ơn bố và như cá lớn máu tôi gơi giữ cho mới luôn vui là trong cách tao mang giúp bà con cá hơn đàn ăn giống vậy phải cần cái đầu lạnh để kinh tế giàu mạnh đêm thức tàn đắng nỗi đau đôi lúc phải sầu lặng khi mưa bắt đầu tạnh là phải đi càng nhanh chân ta đây cứ bước thổi sẽ còn cực trong những chiến đầy cao khó khăn mặc cái con cứ ngước vì đã lớn lên cùng với những tiếng mày tao. Ây, sứ mệnh cho mới trong bàn tay quyết tâm vượt biển lại càng hay cá con qua ngọc khi gặp khó đến lúc tung hoành sẽ gió tung làng mây bay cao xa tiếng xấu dân đầu đàn luôn hiểu thấu niềm đau cảm ơn anh em người cùng tao chiến đấu tình yêu mãi trong lòng cho đến hết đời sau. Ngàn trùng sóng xô phong ba cũng không ngăn được đi lên từ mồ hôi máu rơi hào hùng cá con vừa ra biển khơi anh em bên nhau sát vai không rời. Ta cùng sống pha khắp nơi.
người nhân rộng cái tình nghĩa nằm không ngồi chết và hết lời. Đầu mà tao đâu có nói chơi, sống kiểu như mày mà còn mong được đổi đời thì thằng biết cá này dễ gì có chỗ bơi để mà nằm có chỗ chơi. Mỗi ngày tao đi theo mấy người anh học hỏi, giữ cái địa bàn có lần chém tao mỏi tay. Lúc nào cũng mong mấy đứa em nó học giỏi, anh mày thì học dở chuyện đó không thể đổi thay. Nghĩ lại nghe thơ ngày nào đâu tiếc quá, nhưng mà thôi chứ cuộc đời nó nghiệt ngã. Chỉ muốn cùng anh em tao sống qua, vượt bao phong ba bởi nạn tao giết phá. Nén hương thứ nhất tao dành để cầu an, cha mẹ yên tâm cho thằng con này cứng rắn. Nén hương thứ hai tao nguyện cho anh em sức khỏe và làm ăn là phải luôn chiến thắng. Nén hương thứ ba cho anh chị đã ngã xuống, mặc dù trong lòng thằng em đau đớn lắm. Yên tâm đâu đó trên thiên đàng anh chị sẽ mỉm cười vì đường em đi luôn đúng đắn. Nhiều khi cả bà sức chán mẻ đầu, nhưng có chuyện tao không bỏ mày đâu. Tao với mày nó quá lẻ sầu, người anh em tao tặng mày vài câu. Làng khó có tan cũng đừng quên tình bạn, nếu thuốc cuối cùng chia nhau hút canh đêm. Hồng nhan rồi sẽ có lúc phải bạc phận, nhưng mà sóng gió nào vẫn còn đó anh em. Làn trùng sóng xô phòng, ba cũng không ngăn được. Đi lên từ mồ hôi máu rơi,